Ngang đời này, người ta coi bóng đá là một thể thao vua vì nhiều lý do. Những bàn thắng, những cầu thủ nổi tiếng hay những cảm xúc khó tả mà chẳng bộ môn nào có thể mang lại. Bên cạnh đó, những kỷ lục vô tiền khoáng hậu được lập nên cũng là yếu tố quan trọng khiến nhiều người thêm yêu bóng đá. Đời cầu thủ vô phấn đấu vì những kỷ lục, bởi kỷ lục là thứ dễ nhất đông lại khiến người ta nhớ đến. Ronaldo đã dành cả sự nghiệp để theo đuổi và thiết lập nên những kỷ lục bằng kho bàn thắng đồ sộ. Anh coi đó là mục tiêu và cũng là nỗi ám ảnh để có được sự nghiệp vĩ đại như hôm nay. Những kỷ lục không phải là thước đo toàn diện nhất, nhưng là thước đo trực quan nhất để đánh giá sự xuất sắc của một cá nhân hay tập thể. Một khán giả khi yêu bóng đá chắc chắn không thể không biết những kỷ lục điên rồ như chủ trận bất bại dài nhất Premier League của Arsenal, hay kỷ lục ghi 91 bàn trong một năm dương lịch của Messi. Và còn rất nhiều những kỷ lục khác nữa, thậm chí còn đáng sợ hơn, sẽ được chúng tôi tổng hợp trong video hôm nay. Chelsea là đội nhận ít bàn thua nhất trong một mùa giải Premier League, 15 bàn. Đó là mùa 2004-2005. Chelsea của Mourinho tạo nên một thước đo chuẩn mực cho sự chắc chắn trong phòng ngự. Kết thúc 38 vòng đấu, họ chỉ nhận về 15 bàn thua, tạo nên một kỷ lục mới. Thủ thành Peter Cech cũng lập kỷ lục 24 trận giữ sạch lưới. Với nhiều người, hàng thủ chính là điểm tựa quan trọng nhất giúp Chelsea vô địch ngoại hạng Anh năm đó. Cho đến nay, đó vẫn là nỗi ám ảnh của nhiều tiền đạo đương thời khi phải đối mặt với bộ đôi trung vệ John Terry, William Carvalho, chưa kể ngay phía trên họ là chiếc máy quét Claude Makélélé. Sự hiện diện của bộ ba này đã tạo nên một hệ thống phòng ngự không thể nào xuyên phá. Arsenal, đội có chuỗi trận bất bại dài nhất lịch sử Premier League, 49 trận. Chúng ta đều không thể quên được đoàn quân The Invincibles mùa 2003-2004. Arsenal năm đó đã lên ngôi mà không đi thua bất cứ một trận nào. Cho đến nay, họ là đội duy nhất làm được điều đó. Để ghi danh thành tích này, ban tổ chức Premier League đã tặng cho các cầu thủ Arsenal một chiếc cúp phiên bản mạ vàng. Chuỗi 49 trận bất bại của Arsenal kéo dài trong 3 mùa, bắt đầu từ 2 trận đấu cuối mùa trước đó đến 38 trận mùa 2003-2004 và thêm 9 trận đầu tiên của mùa 2004-2005. Man United là đội đã chấm dứt chuỗi trận thăng hoa này bằng chiến thắng 2-0 với các bàn thắng của Van Nistelrooy và Rooney. Messi, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một năm dương lịch, 91 bàn. Ghi 91 bàn sau 69 trận đấu trong năm 2012, Lionel Messi phá được một kỷ lục. Có lẽ phải hàng trăm năm nữa, thế giới bóng đá mới chứng kiến kỷ lục này bị phá tiếp. Với không ít người, thậm chí kỷ lục này không bao giờ có thể được lặp lại, đơn giản vì nó quá vĩ đại. 91 bàn chỉ trong một năm dương lịch là con số rất khủng khiếp trong tâm trí của người hâm mộ ngày nay. Trong tâm trí của người hâm mộ ngày đó, cứ mỗi ngày bật TV lên xem tin tức là lại thấy Messi ghi một cú đúp hay hat-trick. Ngày nào xuất sắc hơn thì có một cuộc poker. Cũng cần phải nhắc đến hệ thống của Pep Guardiola đã áp dụng tại Barcelona, nơi mà sức mạnh của Messi được phát huy một cách tối đa. Messi trong độ tuổi sung mãn nhất được đặt vào vị trí số 9 và tha hồ hủy diệt hàng phòng ngự của các đối thủ. Messi, cầu thủ có chuỗi ghi bàn liên tiếp nhiều nhất trong lịch sử La Liga, 21 trận. Tiếp tục là Messi, một kỷ lục gia của những con số điên rồ. Cũng trong mùa giải 2012-2013, Messi tạo nên một kỷ lục khác là cầu thủ có chuỗi trận ghi bàn liên tiếp nhiều nhất lịch sử La Liga. Sau 21 trận, Messi ghi 33 bàn vào lưới 19 câu lạc bộ khác nhau. Kết thúc La Liga mùa đó, Messi ghi tổng cộng 46 bàn và dĩ nhiên ẵm luôn danh hiệu Pichichi. Bên cạnh đó, anh cũng có chỉ mình 8 bàn tại Champions League. Không bất ngờ khi phong độ ấn tượng này đã giúp Messi thâu tóm cú đúp, quả bóng vàng và chiếc giày vàng châu Âu. Kỷ lục tham dự nhiều kỳ World Cup nhất của huyền thoại bóng đá nữ Formiga, 7 lần. Nếu tính cả bóng đá nam và nữ, Formiga là cầu thủ duy nhất cho đến lúc này tham dự 7 kỳ World Cup. Bà năm nay đã 44 tuổi, bà thực sự là một huyền thoại sống của bóng đá nữ thế giới cũng như bóng đá Brazil. Ngoài World Cup, Formiga cũng có kỷ lục 7 lần tham dự Olympic và là cầu thủ khoác áo đội tuyển nữ Brazil nhiều nhất trong lịch sử với 202 trận đấu. Kỷ lục, cầu thủ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất vẫn còn đang thi đấu, Kinkazu Miura, 55 tuổi. Người hâm mộ chúng ta chắc hẳn đã ít nhất một lần nghe qua cái tên của Kinkazu Miura. Cứ qua mỗi năm, ông lại thiết lập một kỷ lục mới cho cầu thủ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất vẫn còn đang thi đấu. Vào ngày 26 tháng 2 sắp tới đây, Kinkazu sẽ đón sinh nhật lần thứ 56. Rất bất ngờ là vào tháng trước,
ông quyết định rời Nhật Bản để chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ Olivierense tại giải hạng 2 Bồ Đào Nha. Mùa trước, Kazumura chơi cho Suzuka Point Gaster ở giải hạng 4 Nhật Bản, thay dành cho mượn từ Yokohama. Khi đó, lão tướng này đã tự phá hai kỷ lục của bản thân khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất còn đang thi đấu và cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trong một giải đấu chính thức, 55 tuổi 246 ngày. Kỷ lục thủ môn ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử, Rogerio Ceni 131 bàn. Rogerio Ceni là thủ môn huyền thoại của bóng đá Brazil. Tuy nhiên, người ta không nhắc đến ông bởi những pha cứu thua mà bởi khả năng ghi bàn độc lạ dù chơi vị trí thủ môn. Năm 2015, Rogerio Ceni tuyên bố giải nghệ sau 23 năm chơi bóng với 1.256 trận đấu và 131 bàn thắng, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu được FIFA và sách kỷ lục thế giới Guinness công nhận. Với hiệu suất gần 10 trận một bàn, thủ môn người Brazil có thành tích ghi bàn khiến nhiều tiền đạo phải ao ước. Gần như mọi bàn thắng của Ceni đều đến từ chấm đá phạt. Kỷ lục giữ kháng nhiều nhất một trận chung kết của World Cup, trận chung kết 1950 giữa Uruguay và Brazil, 173.850 người. Có lẽ sẽ rất lâu kỷ lục này mới có thể bị phá vỡ. Để đòi hỏi ngần ấy người để theo dõi trực tiếp một trận chung kết World Cup là điều không tưởng trong bối cảnh hiện nay. Ngày ấy, sân Maracana là nơi diễn ra trận chung kết World Cup 1950 giữa đội tuyển Brazil và Uruguay. Khi đó, Maracana vừa khánh thành và là niềm tự hào của đất nước Brazil với sức chứa tối đa lên tới 200.000 người, chứ chưa tới trải qua nhiều lần tu sửa để rút xuống chỉ còn 80.000 người như hiện nay. Thời điểm đó, Brazil được coi là hội tụ cả thiên thời địa lợi và nhân hòa để giành chức vô địch. Nhưng cuối cùng, Uruguay là người đã ca khúc khải hoàn bằng chiến thắng 2-1. Pelé, cầu thủ vô địch World Cup nhiều nhất. Ngày 29 tháng 12 năm ngoái, chắc hẳn là ngày đau thương của làng túp cầu với sự ra đi của vua bóng đá. Những siêu sao như Messi, Neymar, Mbappe, cựu danh thủ Franz Beckenbauer, tổng thống vừa đắc cử của Brazil Luis Silva đều đồng loạt đăng lời chia buồn trên mạng xã hội. Thành phố Santos, quê hương của Pelé mà ông đã chơi phần lớn trong sự nghiệp bóng đá, tuyên bố để 7 ngày tang và người hâm mộ đổ xô đến sân vận động để đặt vòng hoa tưởng nhớ ông. Sự nghiệp của Pelé quá vĩ đại và trong đó di sản lớn nhất là 3 chiếc vô địch World Cup. Thành tích vô tiền khoáng hậu đã đưa tên tuổi của ông vào hàng ngũ bất tử trong lịch sử bóng đá. Kỷ lục số bàn thắng nhiều nhất trong một kỳ World Cup của Jesse Fontaine, 13 bàn. Đó là World Cup 1958. Ít ai có thể ngờ rằng một cầu thủ trẻ được triệu tập vào phút chót như Jesse Fontaine lại có thể thiết lập một kỷ lục ở sân chơi bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. Ban đầu, thực ra người Pháp đặt niềm tin vào Raymond Kopa, lúc này đang là tiền đạo hàng đầu của bóng đá Pháp và cũng đang chơi cho một câu lạc bộ danh giá là Real Madrid. Tuy nhiên, tất cả đã phải nhắc đến Jesse Fontaine khi ông bất ngờ tỏa sáng với 13 bàn thắng sau 6 trận ở kỳ World Cup năm đó.